Ông cháu chiến kiểu tóc gì ông cháu nhỉ? Cháu buồn quá chú ạ. Sao mà buồn cháu? Cháu đi Hàn 3 năm về được 1 tỷ, con vợ cháu ở nhà đốt hết. Nó đốt hết tiền của mày luôn? Cờ bạc đốt hết rồi. Thế bây giờ ông cháu định cắt tóc kiểu đầu gì? Chú cắt cho cháu theo thầy Minh Tuệ. Giống thầy Minh Tuệ luôn à? Thế mày đi theo thầy, mày tu à? Đi theo thầy rồi. Ok, được rồi. Cháu không còn gì để mất nữa. Nghĩ kỹ chưa? Rồi. Ok, ngủ đi ông cháu. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu chọc, cháu đi theo thầy đi, đâu rồi? Quả đầu chọc thì đi theo thầy, chú nói thật, tuổi mày còn trẻ, thôi đi theo thầy làm gì, làm lại cuộc đời không muộn đâu ông cháu ạ, chú nói thật. Thôi, vậy cháu, việc cháu làm. Ờ rồi, cái thằng này buồn cười thật. Mày nghe chú để đầu này đi, tuổi còn trẻ, đi lấy vợ mới. Đây, việc của cháu. Đấy, để rồi đi mà. Thôi, việc của đi nói đêm mà. Việc của tao, việc của mày à? Tao thấy đầu mày đẹp hơn đầu Thích Minh Tuệ. Thôi kệ. Đầu mày đẹp hơn mà. Thôi kệ tao. Chú không cạo cháu đi, chú khác cạo rồi. Thôi vào đây chú cạo cho. Thôi. Mày đi về đi, phở đi đâu mày luôn.